Rồi, chào toàn thể các bạn. Chào các bạn quay lại với kênh máy móc công tay của mình nha. Hôm nay thì mình lên một lô máy mình trữ kho rất là lâu rồi. Hôm nay thì mới có dịp để lên cho anh em. Tại vì thời gian qua là mình bán những cái đồ lanh ta linh tinh ấy. Đâm ra nó mất cái giá trị, mất cái kênh của mình. Có nghĩa là kênh mình là kênh máy móc công tay, là được gây dựng 2 năm nay là bán toàn là những hàng nội địa, những máy khoan pin khoan độ, đó là máy chuyên bên mình. Chứ còn những cái đồ gia dụng hay là đồ linh tinh là chỉ những là những cái đồ mà mình bán ấy thôi nha các bạn, bán cho vui thôi, chứ còn mình không phải làm để mình, cái đó là không phải là chính của bên mình. Thì hôm nay thì mình cũng ráng bỏ trong chút thời gian để lục lại kho và để tìm lại một số cái máy mà đem bán cho anh em. Và hôm nay là tất cả là hàng tuyển chọn, những hàng đẹp không thôi. Thì mình cũng cất trữ lâu lắm rồi, chắc cũng không hơn năm nay. Thôi, không không nói nhiều nữa. Trước khi vào video thì anh em vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh cho mình để mình có nhiều động lực làm nhiều video mới hay hơn, tốt hơn. Và để mua hàng thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0378539922. Mình tên là Hiền, mình ở Huế nha các bạn. Đó, thì mình chuyên này, chuyên mình là pin, bên ngành pin là bên của mình. Thì mình nhận đóng pin, bán tất cả các loại máy cầm tay liên quan về pin. Đó. Đây, như đây là pin bên mình nhận đóng pin, mình nhận đóng pin rất là nhiều nha các bạn. Bao nhiêu cũng có cả. Rồi, và đầu tiên thì cho mình xin giới thiệu 2 sản phẩm mà bên mình bán cứng đó. Đầu tiên đó là những chai mỡ bò chịu nhiệt. Mỡ bò chịu nhiệt này thì mình bán rất là nhiều, và để hỗ trợ cho những cái công cụ thiết bị bên mình á, là những cái máy khoan, máy vít đó, là này nó dùng cái này. Đó, mỡ bò này các bạn. Đó, và dầu lau súng. Dầu lau súng là những chai dầu mà để bôi trơn, OB, bạc đạn rồi đấy. Hai cái này thì các bạn phối hợp với nhau thì nó rất là ok. Cái này các bạn ra OB, cái này các bạn tha vào nhông đồ các kiểu rất là hợp lý. Thì một chai mỡ bò như thế này thì mình bán với giá là 100 ngàn nha các bạn. Nó chịu nhiệt tới 130 độ C. Còn một chai dầu lau súng này mình cũng bán với giá là 100 ngàn. Đấy, các bạn nghe cho rõ, 100 ngàn một 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 ấy nha. Đó, thì mình sẽ ghi giá thế này luôn. Hôm nay mình sẽ không đánh số, tại vì đấy, 100 ngàn nha các bạn, 100k này. Rồi, mỡ bò chịu nhiệt cũng 100 luôn. Đó, hôm nay mình sẽ không đánh số bởi vì đánh số nó sẽ lộn xộn. Đó, và thứ ba là những cái móc khóa các bạn. Đây, những móc khóa. Đó là ba cái móc khóa này thì mình sẽ bán với giá là 100 ngàn nha các bạn. Ba móc khóa. Móc khóa thì đây dành cho anh em đam mê thôi, treo lên móc khóa xe của mình nó rất là đẹp. Đó. Những anh em đam mê thì nhìn nó rất là đẹp, chứ còn những người không đam mê thì nhìn nó như một cái đồ bình thường thôi. Đấy, móc khóa máy khoan Makita 18V rất là đẹp. Thì ba cái này mình sẽ bán 100 ngàn với ba cái móc khóa nha. 100 ngàn là ba cái móc khóa như thế này là mình bán 100 ngàn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết ngày video ngày hôm nay. Rồi, đây là những sản phẩm mà hôm nay mình bán các bạn. Đầu tiên, đó là một cái cây vít mini các bạn, một cái vít mini 10V 4.8 này các bạn. Cái dòng này của MyHand, con này thì hơi bị trầy sửa trụa. Thì con này mình chưa có lên pin mà mình chưa có mở ra luôn. Thì mình à con này mình đã test rồi chứ quên, mình đã test nó chạy ok, tất cả là ok hết nha. Đấy, đầu thì hơi bị reset. Reset là do mình để quá lâu rồi đây. Đó, thì bây giờ thì các bạn có thể dùng những cái chai dầu lau súng này các bạn nhỏ vào. Đó. Đảm bảo cho các bạn là nó trơn tru và nó đẹp luôn. Đó, thì chức năng của những cái dầu lau súng của mình là như vậy đấy. Thì đó, bên này hôm nay mình mới có dịp nên các bạn coi này, nhổ vào này. Đó, rất là trơn tru, rất là đã. Đây. Đó các bạn nhìn kỹ màn hình đó. Con này thì mình bán với giá là đâu rồi? Con này mình đánh số 1 nha. Hơi dơ các bạn, mình dầu mỡ nó hơi dơ. Rồi, số 1. Số 1 này mình bán với giá là cái thân máy thôi nha, 350. Số 1 350. Đấy.
Con này thì các bạn chỉ về chỉ việc lên hai cell pin cho nó thôi, hai cell pin là chạy với điện tử mà. Ừ. Con này thì cấp trường nha các bạn. Đấy. Mọi thứ là còn rất là ok. Rồi, số 1. 350 ngàn. Tiếp theo, số 2. Số 2 hôm nay thì con này thì đấy, để từ từ con này mình nói sao. Số 2 là một cây vít. Cái này thì mình bán thân máy thôi. Chứ mình không có. Ừ, thân máy của con này. Đây là một dòng vít 10V8 của Hitachi nha các bạn. Đấy. Nên các bạn tem thì nó hơi trầy nhưng mà con này cực kỳ khỏe luôn. Đấy, con này thì ngoại hình khá là đẹp. Dòng 10V8 này nó rất là nhỏ gọn nha các bạn. Cực kỳ nhỏ gọn luôn và mạnh nữa. Đó. Ai có pin 10V8 thì ấy, chứ cục pin này là pin test máy mình không bán nha. Ừ. Điều tóc này các bạn, cực kỳ nhẹ luôn nha. Nhạy lắm. Ừ. Rồi. Đấy, rất là đẹp. Con này còn khá là đẹp. Rồi, con này là số 2. Số 2 mình bán 600 ngàn nha các bạn. Thân máy. Chỉ có thân máy thôi nha. Còn cái nào mình bán bộ thì mình sẽ nói bán bộ. Cái nào thân máy mình sẽ nói thân máy. Số 2 này. Thân máy. Là 600 ngàn. Cái dòng này các bạn bây giờ ra bãi các bạn lựa một cái thân máy như thế này á. Thì nó cũng phải có giá là thân máy con này các bạn lựa cũng phải 550, 600 ngàn. Thậm chí là hơn nữa các bạn. Đây do mình nhập được trước nên nó còn giá như thế này đấy. Một con như thế này mình chỉ ăn lời đúng 100 ngàn thôi nha. Mà mình phải chịu rủi ro các kiểu. Số 2, 600. Rồi tiếp tục số 3. Số 3 là một con cưa kiếm nha các bạn. Con này thì cũng dòng 10V8 của Hitachi luôn. Dùng trung bình với con kia luôn. Đấy. Đấy. Này, thì con cơ kiếm này còn rất là ngon. Điều tóc này. Cái này là khóa còi. Điều tóc này. Điều tóc này các bạn. Đó, phanh phui đầy đủ nha. Đèn. Rồi, cưa kiếm các bạn. Hôm nay là cưa kiếm Hitachi. Con này thì ngoại hình còn tương đối đẹp. Nhưng mà cao su thì nó cũng bị chạy trụa do ngoài bãi mà. Thằng bãi thì nó như vậy thôi. Rồi, số 2, số 3. Số 3 là mình bán thân máy nha các bạn. Đó, cái nào mình nói thân máy là nó chỉ có thân máy thôi nha. Đó. Thân máy thì mình sẽ không bảo hành nhưng mà mình sẽ bao xài cho các bạn. Số 3. À, con thân máy này mình bán là 750. Đó. Máy là đã vệ sinh hết rồi nha. Bao xài cho các bạn luôn. Cực kỳ đẹp. Rồi. Số 4. Đây các bạn. Số 4 là con này này. Con này thì một hàng rất là mới. Của Hitachi luôn. Con này một hàng rất là mới các bạn. Ừ. Cái dòng này là dòng cực kỳ nhỏ gọn, độc lạ nữa các bạn. Mình đảm bảo với các bạn là cái dòng này các bạn chưa bao giờ gặp luôn nha. Đó. Những anh em nào mà chơi mới mới gặp chứ còn những cái đồ hàng bãi cũ cũ là không có. Đó. Thì con này nó bị một cái lỗi nhỏ là nó bị cái điều nó bị hai cái lỗi. Thứ nhất là không có phanh. Điều tóc còn này. Cái này thì mình không biết nó không có hay là nó mất tháng mình không biết. Tại vì mình có một con này. Hồi giờ mình chưa có gặp cái dòng này luôn. Đây là con đầu tiên mình sở hữu đây. Ừ. Đó, điều tóc rất là nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Viết góc nha các bạn. Đó, có thể đếm được vòng luôn nha. Và đảo chiều này. Các bạn nhìn cái đảo chiều này.
nó không hoạt động. Đó, cái đảo chiều này các bạn về có thể mở ra khắc phục. Đó, mình thì mình không có thời gian để mình mở ra luôn. Đó, nó không đảo chiều được. Thì con này mình sẽ thanh lý cho các bạn luôn. Dòng này thì mình con này lượng 17 là mình lượng 1 triệu rồi đó. Mà hôm nay mình thanh lý con này với giá là 700 ngàn cho các bạn về xài. Con này nó chạy chiều vô nha các bạn. Còn chiều ra thì các bạn về chính chắc bị dơ cái đảo chiều thôi. Nó không ăn điện. Số 4. Số 4 con này mình thanh lý 700 này. Con này mình đã bán lỗ rồi đó các bạn. Con này mình thanh lý 700 là mình bán lỗ 300 ngàn rồi đấy. Do mình hên xui. Mình thấy đẹp quá. Ừ, rất là đẹp. Số 4 700. Rồi, bây giờ đó là những sản phẩm mà mình thuộc dạng bán thân máy. Còn bây giờ là tiếp theo. Đó là những sản phẩm mình bán pin sạc luôn nha. Tại vì các bạn phải hiểu là bây giờ lựa một cái thân máy ở ngoài bãi rất là đắt tiền các bạn. Càng ngày đồ pin nó càng đắt nha. Nên mình không muốn bán đồ pin nữa là vậy. Tại vì bán không có lời các bạn. Nếu mà có lời như hồi trước mình bán một cây mình cũng kiếm được 200-300 ngàn. Bây giờ thì sự nếu mà bán cái body như thế này này, một body đẹp như thế này các bạn ra bãi lượt cũng không dưới 500 ngàn nha. Đó là mình nói chắc chắn như vậy luôn. Không dưới 500 ngàn. Là không biết sống chết đấy. Dòng này thì tuy là dòng cỏ nhưng mà bây giờ nó cũng giá rất là cao. Đó, nên mình không muốn bán đồ pin là như vậy. Hồi trước làm thì có đồng ra đồng vô cho bây giờ thì nó tịt luôn. Rồi. Thì còn gì thì mình bán đấy. Thì con này là con Hitachi. Mã là FWH12DC2. Dòng này thì trước kia thì dòng này là rất nhiều anh em thân thuộc rồi. Nhưng mà con này thì ngoại hình là tương đối có chạy nha. Đó, nhưng mà cao su thì còn rất là liền lạc, có dơ nhưng mà không có bị ấy, tem này bằng nhôm. Đó, 12V. Đó. Thì mình sẽ test test chức năng. Đến bây giờ mà mình cũng không có được cái nguồn luôn à. Đấy. Thì mình kẹp cái nguồn mình test cho mình cũng pin mình chưa đóng các bạn. Đấy. Này. Rất là khỏe luôn. Kiểu tóc này rất là mượt nha các bạn. Thì con những con này là nằm trong cái lô hàng tuyển chọn của mình á, nên nó còn rất là đẹp. Nó không có tệ bạc như những con kia. Rồi. Thì con này mình sẽ bán bộ các bạn, mình sẽ bán nguyên bộ máy pin sạc luôn. Đó. Các bạn lưu ý là con nào mình bán mình nói rất là rõ trên video nha. Thì các bạn cũng thông cảm là mình không thể nào bán thân máy được bởi vì bán thân máy là mình tịt luôn cái đường lời á. Nhưng mình làm không công nên mình sẽ bán máy pin sạc. Con này là số số mấy rồi ta? Số 5 này. Đấy, số 5 mình bán máy pin sạc là 1 triệu. Giá này là quá đẹp luôn các bạn với một con máy như thế này. Rồi, số 5. Máy pin sạc bảo hành 3 tháng. Mình bảo hành cho các bạn 3 tháng nha. Là 1 triệu. Tiếp theo là một con máy Ryobi các bạn. Con này thì quá là đẹp luôn ấy. Này. Đây là hàng tuyển chọn ở bên mình ấy. Nên rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha. Hàng bãi mà được như thế này thì khỏi phải chê. Cái nút này nó vàng khè luôn này. Đầu này, sơn này. Còn sáng bóng, bị trầy nhưng mà còn đẹp lắm nha các bạn. Đấy. Đó, đó ao luôn á. Đó rồi. Đây, đây. Đặc biệt con này có 9 tốc độ nha. Ừ, 2 tốc độ.
Và những cái dòng Ryobi này rất là khỏe luôn. Cho anh em đi kiếm cơm là vô tư, bắn tôn là thoải mái luôn á. Rồi, con này thì anh em nhận nhìn ngoại hình mà đánh giá thôi. Đấy, con này là con số 6. Đấy, mình dán tem đây này. Số 6 này. À, những con nào mình để cái tem, mình để cái chữ này trên này là mình bán máy pin sạc nha. Máy pin sạc là một nguyên bộ nó đó. Con này số 6 mình bán 1 triệu nha. Đấy, số 6 bán 1 triệu. À, và mình bảo hành pin 3 tháng nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình bảo hành 3 tháng chứ không phải bảo hành 1 tháng nha các bạn. Các bạn yên tâm mà sử dụng 3 tháng. Có lỗi trong 3 tháng mình sẽ đổi trả. Đối với pin nha, còn máy thì các bạn thông cảm, mình không bảo hành được, mình chỉ bảo xài các bạn thôi. Máy pin sạc bảo hành 3 tháng. Rồi, con số 6 quá đẹp luôn. 1 triệu. Rồi, tiếp theo là con máy số 7. Số 7 ngày hôm nay là một con máy bu lông các bạn. Hôm bữa nay thì đó một con bu lông này thôi. Con bu lông này là của Hitachi nha. 12 VKH 12DM. DM2. VKR chứ. À, dòng mà bu lông là VKR mà dòng Vita là VKH nha các bạn. Ừ, các bạn lưu ý này, VKR 12DM2 là cái con bu lông này. Thì con này thì các bạn có hai, thì có thể mua thân máy hoặc là mua kia cũng được. Con này thì khá đẹp. Đáng lẽ là mình làm pin sẵn để mình test máy nhưng mà mình không có thời gian để mình làm. Mình để, đáng lẽ là mình chưa có bán cái lô này đâu, nhưng mà thôi, mình bán đi, mình xả hàng luôn. Đầu này hơi lắc một chút nha. Con này nó mạnh cực kỳ luôn nha. Quá mạnh. Rồi. Con này là con số số mấy ta? Số 7. Con này số 7 thì các bạn có hai tùy chọn. Nên mình dán lên thân máy luôn. Nếu mà các bạn mua thân máy á, thân máy con này á là 600. Hoặc là các bạn mua combo máy pin sạc là 1 triệu mốt. Nó tùy chọn các bạn nha. Thân máy là 600 ngàn và không bảo hành, và máy pin sạc 1 triệu mốt. Số 7 mình ghi số. Đấy. Số 7, thân máy là 600 ngàn và máy pin sạc 1 triệu mốt. Các bạn mua máy pin sạc sẽ được bảo hành 3 tháng. Rồi. Rồi, tiếp theo là số 8, số 9. Số 8, số 9 như các bạn thấy trên màn hình á, là hai con y như nhau luôn. Tuy nhiên ngoại hình nó khác nhau. Đấy, đây là dòng 6504 các bạn. 6504 của Nati National này. Tem này, con này còn cực kỳ đẹp luôn nha, hai bên. Dòng này là mắt in da băng luôn nha các bạn. Này. Dòng này là đặc biệt là mắt in da băng, không có cái dòng Power Cosmos này thì cực kỳ khỏe luôn. Cái này dòng 6504. Con 6504 này thì đối với dân chơi Nati thì quá là rành, quá sành sỏi về con này. Đấy, bây giờ mà các bạn ra bãi lượm được những con đẹp như này thì cực kỳ khó nha. Êm, rất là êm luôn. Êm lắm, đậu không rơ nha các bạn. Không rơ luôn. Các bạn nhìn lại ngoại hình một chút. Chỗ này là nó bị nguyên nhân là do bị dán keo này nên bây giờ nó bạc màu, nó còn như vậy đấy. Đó, chứ ngoại hình nó thì cao su rất là liền lạc. Thì con này mình bán máy pin sạc đây. Máy pin sạc là 1 triệu mốt. Pin là bảo hành 3 tháng nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý những vấn đề đó. Mình đã ghi rất là rõ trên này rồi. Rồi, các bạn nhìn ngoại hình này. Đấy, con số 8 nha các bạn, 1 triệu. Rồi,
Kế bên nó là một con máy số 9. Con này thì cực kỳ đẹp rồi. Con này quá đẹp luôn. Này, các bạn coi này. Ngoại hình con này thì đầu thì chắc nó bị trầy là các bạn phải chấp nhận cái vấn đề đó nha các bạn. Máy bãi thì không có. Nhưng mà con này khá là đẹp. Số 9. Số 9 thì con này mình bán 1 triệu mốt máy pin sạc. Con này đẹp hơn con kia nhiều. Liền là những con này là những con máy hàng tuyển chọn. Đây, mình phải kẹp nguồn rất là cực các bạn. Lâu quá rồi không làm máy pin bây giờ nó tay chân nó cứng cứng hết. Đây. Bạn nhìn lắc cái tay mình. Rồi. Con số 9 mình bán 1 triệu mốt nha các bạn. 1 triệu mốt là máy pin sạc bảo hành 3 tháng pin, pin bảo hành pin 3 tháng này. Rồi. Con số 9 đẹp. 1 triệu mốt. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là hai con máy cực kỳ nổi tiếng luôn các bạn. Cực kỳ nổi tiếng luôn đấy. Đó là hai con, đây là dòng gọi là dòng multi. Lâu lắm rồi mình không có bán lại hai cái con này. Thì mình cũng gom lại được hai con. Và hôm nay đang bán cho các bạn. Con này là con số 10. Đấy. Con này thì nó bung hết cao su rồi. À bữa nay các bạn ra bãi lượm con này phải thân máy phải 700 nha. Không có giá rẻ đâu. Đấy. Số 10 các bạn. Số 10. Mình sẽ cắm nguồn test luôn. Hai con này thì ngoại hình nó hơi xấu. Trần trâu hết nha. Đấy, số 10. Con số 10 này thì mất hết cao su rồi. Đấy, về để làm thì được. Nó có chế độ búa nha các bạn. Con này thì búa và cấp trượt. Con này là dòng multi, là dòng lai lai đấy, BD đấy. Rồi, số 10 là 1 triệu. Con này thì máy pin sạc nha các bạn. Máy pin sạc và pin bảo hành 3 tháng là con số 10, 1 triệu. Rồi, số 11 là một thằng anh em như nó luôn. Cũng là một con 6504, 6506 chứ. 6505 đúng rồi, 6505. 6507 là dòng tăng rời, là 6505. Thì con này thì có ngoại hình có chuẩn hơn một xí là còn cao su này, tem mất hết nhưng mà còn cao su. Thì hai con này thì nó dinh dính hơn 50 ngàn thôi. Mọi chức năng là đủ hết nha. Rồi đầu không có lắc. Đấy. Rồi, con số 11 là 1.050.000. Là máy pin sạc nha các bạn. Máy pin sạc bảo hành 3 tháng 1.050.000. À, một vấn đề mà mình quên nói với các bạn này, mình quên nói. Thì bắt đầu thì hôm nay thì mình bán một cái con máy như thế này này. Đó là mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái móc khóa này, móc khóa hình máy khoan này các bạn. Là quà tri ân bên mình đó nha. Đó, bên trong chương trình ngày hôm nay mới có thôi nha. Đó là mình sẽ tặng kèm cho bạn một cái móc khóa này. Hồi nãy đầu clip mình quên mất, mình không nói. Thì bây giờ lửa clip mình sẽ có nói. Và anh em nào cứ mua đầu clip thì mình vẫn có tặng. Đấy, mình quên mất. Đó, xin lỗi các bạn. Và tiếp theo đó là những cái máy vừa pin vừa điện. Rồi, 12 các bạn. Mình dọn các bạn tí. Này, đây là con 12. 12 là dòng Nati, dòng này vừa pin vừa điện các bạn, điện 100V và sử dụng pin 12V. Dòng này là dòng hybrid các bạn. Power hybrid này. Đó, thì hôm nay mình về được 3 con. Mình có được 3 con. Thì ngoại hình nó cũng không đẹp lắm. Nhưng mà nó được cái đầy đủ chức năng. EZ7300 này. Cái dòng này thì các bạn có cái cùi điện á,
Ai mà đã có cái cụ điện ở nhà thì mua về dùng điện 100V với dùng điện 12V luôn. Này, nó auto volt nha, là 100V và 12V. Thì hôm nay mình có hai con 7300 với một con 7301 này. Con này đời sau một đời nha. Con này thì nó dùng cái motor là than rời. Còn hai con này thì motor than trong. Nên giá nó sẽ khác nhau một chút xíu. Đây. Khỏe cực kỳ luôn nha. Đảo chiều. Đầu không lắc nha các bạn. Đấy. 12. 12 là con 7300. Nó giá là 1 triệu 2 là máy pin sạc các bạn. Này. Máy pin sạc, pin bảo hành 3 tháng số 12 và được tặng kèm một cái móc khóa máy khoan. Đấy. 12, 13 cũng tương tự AC luôn, cũng là máy pin sạc. Con này hai con này như nhau nha, mình không test nha. Đó. 13 1 triệu 2 máy pin sạc luôn. Rồi 14, 14. Nói chung là tặng kèm cái móc khóa máy khoan này. Đó, các bạn cứ nhìn là hiểu luôn. Đó, 14 là cũng con 7301, con này thì nó nhỉnh hơn kia 50.000 thôi, là 1 triệu 2 50. Bởi vì đời sau mà nó mới hơn xí thì mình cũng cho nó cao hơn chút để nó có giá trị hơn xí. Rất là êm. Rồi. Con số 14. 14 là 1 triệu 2 50 nha. Là máy pin sạc bảo hành 3 tháng và tặng một cái móc khóa máy khoan. Tiếp theo là ba con máy mà cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình có được ba con máy là cực đẹp. Bây giờ các bạn cứ ra bãi mà lượm màu vàng á, màu vàng mà được đẹp đẹp như thế này á, là các bạn phỏng tay luôn. Đấy. Đầu tiên là một con EZT 613, con này là made in Japan luôn nha các bạn. Đấy. Con này là con số 15 này, con này cực kỳ đẹp. Đẹp trong hàng bãi nha. Ngoại hình rất là đẹp. Thì con này mình có giá là 1 triệu 2. Thì để mình sẽ test luôn cho các bạn coi, để mình coi cục pin mình sạc đầy chưa đã. Đây cục pin mình cũng sạc được xe đến rồi. Rất là êm luôn. Cục pin này pin niken nha các bạn, nên mình ráng mình test máy rồi đấy. Chắc bóp một hai cái là nó xỉu thôi. Đều tóc này, coi nó chạy thay thay vòng đúng không? Đó, cực kỳ đẹp. EZT613 con này cực kỳ đẹp luôn. Rồi, con này có giá là 1 triệu 2 năm 1 triệu 2 số 15. À, 1 triệu 2 là máy pin sạc nha. Bảo hành 3 tháng và tặng một móc móc khóa máy khoan. 16. Đấy, hai con này là chúa tể luôn. Quá đẹp luôn. 16 17 ngoại hình như nhau. Hai con 116 này, 611 chứ, EZT 611. Dòng này là than rời. Hai con này đồng giá 1 triệu 3 các bạn, 16 17 luôn. Đó, ngoại hình như nhau luôn nha. Hôm nay thì mình được hai con, dòng này cực kỳ đã. Anh em nào đã xài qua dòng 611 thì biết. Dòng này là made in Japan luôn này. Chữ còn mờ mờ này. Đấy, mình sẽ test nhanh. Cục pin mình nó yếu rồi, nên mình cắm nguồn cho rồi. Pin yếu thì test các bạn thấy nó chạy yếu, các bạn kêu máy yếu. Chứ thiệt sự máy nó không có yếu đâu nha. Đó. Hai chế độ này. Đèn vàng nha các bạn. Rất dày rồi. Rồi một con 16 này, 17 AC luôn, hai con này hôm nay giống nhau lắm. Đấy, rồi.
17, 16, 17 là giá 1 triệu 3 nha các bạn. Giá 1 triệu 3 là máy pin sạc và được bảo hành 3 tháng, thông một cái móc khóa máy khoan. Rồi, 18 là một con máy cho dân chơi đây. Con này quá đẹp luôn các bạn. Con này là Nati 6470 nha. Con này thì cực kỳ đẹp. Con này là thực sự con máy là mình sưu tầm đấy. Không phải là mình ấy đâu. Hôm nay mình đây mình bán luôn á. Máy đẹp lắm. Con này cực kỳ đẹp luôn. Con khoan thì mình không có pin, pin mình yếu, mình phải test nguồn cho nó các bạn thấy. Sau 470 nha. À con này thì mình sẽ bỏ cái móc khóa cho các bạn. Cái móc đeo cho các bạn này. Đây mình gỡ ra mất tiêu rồi. Rồi. Con số bao nhiêu đó? Con này là con số 18 thì phải. Một triệu 3. Ừ, 18 thì các bạn. Con này bán 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3 là máy này. Máy pin sạc, pin bảo hành 3 tháng và máy này thế này cực kỳ đẹp nha. Nó có cái móc nha các bạn. Con này có móc đeo nha. Đó mình chưa lắp vô thôi. Này đẹp lắm. Đấy, 18 1 triệu 3. Rồi, tiếp theo là số 19 các bạn. Số 19 là một con bê tông. Con này quá đẹp luôn, dính bụi thôi nha các bạn. Đấy. Thì con này đúng ra là mình đã bán lâu lắm rồi nhưng mà tại vì anh kia anh không nhận. Anh về mình đã nói rõ trên clip nha. Thì một con bê tông như này các bạn ra bãi lượm không dưới 2 triệu đó, chắc chắn bữa này là như vậy. Đây là bê tông gì 6813 các bạn, nhìn cái tem nó còn y xì chưa đẹp và nó có cái ký hiệu symbol là các bạn biết dòng này đặc biệt cỡ nào đấy. Đấy. Con này mỗi khuyết điểm là nó bị cái tay cầm này, nó bị reset, nó xoay chưa được thôi. Các bạn về thì chịu khó và đổ nhớt vào đây là đổ dầu lau súng vô là nó sẽ bung ra thôi. Đấy. Cả hai tem là con này còn cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Nó made in Japan á. 24V. Đấy. Thì con này thì mình hôm trước mình bán theo cái kiểu là thân máy, vỏ pin và một cục sạc zin. Cục sạc này thì vì sao mình bán như thế này? Bởi vì cục pin này là nó còn chạy được và cục sạc này còn sống nên mình bán cho bạn về tận dụng. Đó, chức năng này. Điều tốc này. Đấy, nhanh chậm này. Đó, nói chung là chức năng nó rất là hoàn hảo luôn. Để được, ok. Nên các bạn lưu ý là mình bán theo kiểu là thân máy vỏ pin nha các bạn. Cục pin này còn tận dụng được nên mình bán kèm cục sạc. Bây giờ các bạn ra bãi luôn một con máy Nati 16813 mà đẹp như thế này thì không bao giờ mà có giá mà dưới 1 triệu rưỡi. Là thân máy vỏ pin nha. Đó. Thì mình mà không bao gì cho các bạn cả. Mà đẹp như thế này thì không có đâu. Cái này là chỉ dính dơ thôi nha các bạn. Các bạn về chỉ cần đánh là nó sạch. Đó, thì con này mình bán với giá là 1 triệu 7, số 19 nha các bạn. Đó, con này thì mình bán như thế này. Trên màn hình các bạn thấy như thế nào, nó như thế này. Đấy, pin này thì cũng còn cầm được khá tốt đấy. Đấy. À. Và mình không, cái pin này mình không có bao gì cả. Mình bán theo thân máy, vỏ pin. Thì các bạn xác định kỹ cho mình trước là các bạn mua những cái gì thì các bạn hãy mua chứ đừng có nghĩ pin này về xài ô tô là mình không có bao đâu. Đó. Thì mình vẫn tặng thêm một cái móc chìa khóa các bạn này, tặng thêm móc chìa khóa cho các bạn làm quà, quà lưu niệm của mình đây. Rồi con số 19 đây, con máy là cực kỳ đẹp luôn nha các bạn, tem hai bên này. Đây. À dòng này là dòng Bana Nati chứ, nó 1 triệu 7. Và đi vào chốt hạng ngày hôm nay. Đó là mình có hai con máy cực kỳ đẹp luôn. Mới gọi là tuyệt đẹp luôn chứ không phải là. Dòng này thì dành cho anh em sưu tầm luôn á. Thì hai con máy này là quá đẹp luôn các bạn. Này. Cái này á là mình chưa có chùi nha. Mình chỉ lấy về sau mà để vậy luôn. Mình chưa có chùi.
đầu này, auto lock này, vòng này, tem này, rất là đã luôn nha các bạn. Cái này các bạn ra bãi mình lựa một cục này không dưới 1,5 triệu mình chết liền. Quá đẹp luôn, hai con. Hai con này như nhau luôn nha các bạn. Này, tem nó còn đẹp sáng bóng luôn. Đó, hai cái tem rất là đã luôn. Đó, thì dòng này may mắn là nó có được cái cùi điện. Hai con này mỗi con nào cũng có cả. Ừ, cái cùi này á, cắt dây rồi nhưng mà các bạn về cứ đấu dây vô. Các bạn đấu trắng đen nha, điện 100V. Còn cái dây xanh xanh này bỏ. Thì hai con này là hoạt động ok, hoàn hảo. Đó, mình sẽ test chức năng cho nó thôi. Dùng cục pin hư luôn. Yếu 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 yếu. Nhanh nhanh cho đi hết pin. Giữ tóc này. Hết chạy nữa luôn. Cục pin này hư. Đấy, thì hai con này mình không có nói nhiều về hai con này nữa. Để các bạn tự phán xét về ngoại hình của nó thôi. Thì anh em là sưu tầm thì nhảy vô và sưu tầm. Đó. Không có gì để phép chê hai con này cả nha. Các bạn chê hai con này thì các bạn không có tìm được một con nào mấy bãi mà hoàn hảo mà đẹp tuyệt vời như hai con này cả. Này, các bạn thấy không? Mình cũng rất ít khi gặp mấy bãi mà đẹp như thế này. Hai con như nhau. Thì hai con này nó giá nó thì cũng hơi cứng. Đó. Nếu các bạn mua thân máy. Thân máy nha, thân máy cộng với cái đế này này. Các bạn có hai sự lựa chọn luôn. Cái này thì nói chung giá nó cũng hơi cứng nên các bạn có hai sự lựa chọn. 20, 21. Các bạn. 20 này. 20 là nó có hai sự lựa chọn các bạn, một là 1,6 triệu thân máy và có pin sạc á, là 2,2 triệu. 21 cũng như vậy luôn, 21 này 1,600 này các bạn và 2 triệu. Tùy các bạn thích lấy con nào thì lấy, hai con này như nhau, mình không có phân ra nó pin sạc. Đó, pin sạc thì bảo hành 3 tháng và có móc khóa luôn. Thì hôm nay mình có nhiêu đó thôi. Thì cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nha. Video này là video về đồ pin. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.